Rồi hôm nay thì cái đài Đắk Lắk này ngày 24 tháng 10 đó, thứ ba Đắk Lắk đó, thì hôm nay số cũng không có được nhiều cho nên là cũng quay nhanh cho anh chị mình xem đó. Số đầu tiên là số 26, rồi số 44, 544, 263, 4981, 2420, 539, 16753, 27794, 508, 076. Rồi bao nhiêu thôi, còn cái đài Quán Nôm đó, ngày 24 tháng 10 đây, 911, 34, 20 tờ, 595, 57, 20 tờ Quán Nôm nha anh chị, 604, 71, 20 tờ, 60 tờ đài Quán Nôm, 60 tờ đài Quán Nôm đó. Còn đài Đắk Lắk thì có máy số đây thôi, 1 2 3 4 5. Có 5 số 50 tờ Đắk Lắk, 60 tờ Quán Nôm, 101 tờ hết. Số này cũng không được nhiều nha quý vị, ít nha anh chị của bác. Rồi thì em báo với số đoàn ở trên quốc lộ 24B đây, ăn cái xăng dầu Tịnh Đông này, quý vị anh chị nào ở khu vực này mình đi ngon khu vực này mình mua tại dây số nha anh chị. Đó, buổi sáng công nhân đi lồn như vi ship ở dưới Tịnh Phan, đi lồn như Quảng Ngãi rất là đông như quý vị. Đường em đi rất là đông, như buổi sáng tranh thủ tới đây thì cũng ít có người mua lắm. Rồi thì đó, anh chị nào mua dây số thì quá cái xã hả, xã thì chưa có đó, để coi thử. Rồi anh chị, vừa rồi em mới vét máy ít nhất bón cho thằng em hồi nãy đó. Thì anh chị nào mà mua dây số thì anh chị ghé khu vực của em mua một tờ đó, còn không anh chị điện thoại cho em được, điện thoại 0968634712 đó, số Zalo các bọn luôn nha chị. Đó thì số tài khoản ngân hàng của em là 4512205273226 nha anh chị. Họ tên là Vi Ngọc Tài, ngân hàng Aribank. Anh chị lấy số là trước 5:20 còn đấu nha anh chị. Đó. Đó giờ em đoan số này. Đó, mấy bữa nay hôm qua chở bây giờ đi đó, nhập viện nha anh chị cô bác. Đó, do bây giờ em bá người ta chụp miễn phí ở Quán Nôm, rồi chụp miễn phí cho người dân vừa rồi Covid rồi đó, nó chụp phổi nha anh chị, chụp phổi cho nên người ta chụp cho phát hiện là dịch trong phổi, ấp xe còn dịch trong phổi nha quý vị, cho nên là mấy một hai bữa nay không có đưa video lên đó. Rồi thì coi em cũng cảm ơn quý anh chị của bác rất nhiều nha, đã dành thời gian xem video của em. Có gì anh chị hàng ngày chúng ta mua một tài dây số để chúng ta có cơ hội lên tỷ phú nha anh chị, làm giàu nha anh chị.